đại lớn lớn nó kêu quạt quạt nói là quạt quạt thì ơi hệt thì chi hoài mà nghe không chỉ cho ăn đòn sẽ cho ăn đòn ta đi xương chạy lăn xăn từ sáng đến giờ chị chỉ mất được con lưng mất cơm nguội với hai quả chuối xanh chúng mày mà chạy láo nháo thế chị ơi sức đâu mà đuổi kia chứ xuống nào ngay xuống hết để nguyên chị kiến đấy nha. Không đứa nào được cam cam, đứa nào mà không nghe lời chị là chị cắt đứt luôn phao cao đấy nha. Suốt từ tom tòm sáng đến tim tìm tối, chả có lúc nào được ngơi chân ngơi tay. Hết băm bèo thái quay lại dọn vườn quét bếp, chăn trâu rồi lùa biệt giã gạo với thổi cơm, trăm thứ việc linh tinh mình nở đây làm quốc. Đứa nào dưới nước này nhỉ? Thôi đúng là lỡ rồi. Sao hôm nay mình lại xinh thế nhỉ? Môi thì đỏ tựa mào gà, mắt đen lay lay như là cục than ấy. Gió nó thổi cành xoan thì đêm chắc đêm cô bay nằm, y gió thổi cành xoan em mi xinh em mi đứng giữa vườn thời cũng xinh ví như cái tình y tình y em tròn như cái tình tình y tình y y y y nở chị đấy à. Năm. Mày nghe chị dạy đây nha, thầy ôm mình mất sớm, chị nuôi mày từ đã hở nên rồi. Đói á thì cho sạch, ready thì cho thơm, thế cho nên là chị dạy thì mày phải nghe theo con nở kia. Gì mà phải giữ, chị cứ nói nhiều em chả nghe đâu. Mày đúng là cái đồ mi nè.
tại em. Thôi, nó không nhiều nhòi với mày làm gì nữa. Nữa, xanh nó về cho chị tóc, nhanh lên. Không. Chị, thế chị có con em xinh đến thế không để cho chí phèo tôi nấy cho, lại đi đánh nó phí rồi. Phèo à, mày ra đúng lúc thật đấy. Không thì con chị cho nó đánh tao chết mất. Chị ạ, tôi bảo chị nghe nhé. Chị có con em quý thế này mà chị nỡ lòng nào chị lấy cây chị đét vào mông nó như thế. Tôi thật với chị, lục tung cả cái đất Sài Thành này không có con nào có nhan sắc đẹp bằng con này. Con này bây giờ ấy, thời buổi bây giờ con này là thuộc hàng đặc sản rồi. Thế bây giờ em xin phép chị cho em được rước con Lở về nhà. Ấy, chúng em từ đây có nhau nhé. Thế chị tự no phần chị nhá. Nước đấy cứ tắm đi, không cần phải no. Nỡ trước khi đi em xách nước về giùm chị nhá. Ôi giời ơi, thấy chưa? Không cần phải xách, chị cứ xuống ao chị tắm với bầy vịt của chị đi. Phèo à, phèo. Anh ơi, còn một nỡ nữa. Ôi, thôi hàng đặc sản nhiều quá em sợ. Anh ơi. Dạ thưa các anh các chị, bây giờ trên sân khấu chúng em có ba nở. Nở chị, nở em và nở bà ngoại. Các anh các chị thấy nở nào đẹp ạ? À? Nở chị đúng không ạ? À? Một tràng vỗ tay thật to cho nở chị. À thưa quý vị, chị mới gắn thử cái hàm răng vô nói một chút xíu vài câu thôi đó nha, mà đại nghĩa cảm thấy rất là khó, rất là khó để mà nói, huống chi là bé Bảo An của chúng ta nè. Đó, gắn một cái hàm răng như thế này mà có thể diễn được, mà hát được như thế này thì rõ ràng là quá sức tuyệt vời, phải không thưa quý vị? Và bây giờ xin mời giám khảo Hồng Vân nhận xét về tiết mục này ạ. À, khi mà xem cái video á thì không nghĩ ra là Minh Thuận sẽ làm nở chị nở em, mà cũng nghĩ là một bà cô với lại làm một cái con nở giống như trong đó hóa thân thôi. Nhưng sau đó là nở chị nở em, và có một cái rất thông minh là khi mà soi xuống dưới nước á thì là thấy ý trời là con nở, từ đó bắt đầu hai con mới lên và thành nở chị nở em. Đó là cái điều rất là thông minh mà rất là giỏi trong cái xử lý. À, để hợp thức hóa được hai bà nở chị nở em. Mà tiết mục này nó lại quá thú vị khi mà có cái thằng Chí Phèo nó ngất ngang ngất ngưỡng ra. À, rõ ràng đây là một cái tiết mục rất là đặc biệt, vừa hát vừa diễn mà vừa dựng rất là hay, và ghi nhận cái sự hy sinh của hai bạn. Một cái nét đẹp mà đúng như ông Hoài Linh ổng nói á, lục cả cái Sài Thành này lên đố tìm được cái nhan sắc là tương tự như con này. Xin cảm ơn giám khảo Hồng Vân, và bây giờ xin mời Chí Phèo Hoài Linh ạ. Thật sự là tôi rất là thú vị khi chú Thượng soi mình ở dưới cái giếng và nở ơi sao mày đẹp thế, nhan sắc con đấy là con diễn theo. Đó là cái mà hai chú cháu đã làm rất là đồng bộ và rất là dễ thương. Thế và một cái điều mà chú khen nữa, cái phần hóa trang á thì thật sự ra đeo cái răng vào nó đã mệt rồi, đã khó khăn rồi, mà con nói con phát âm giọng Bắc rất là tuyệt vời. Hứng thú quá tôi mới cầm cái chai là tôi làm Chí Phèo luôn đấy. Cảm ơn Minh Thuận và cảm ơn Bảo An rất là nhiều. Duyên giả lắm con ơi, vịt đi hết rồi. Dạ xin cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Dạ xin mời chị Mỹ Linh, nãy giờ thấy chị cứ nhìn mà chị cứ cười mãi thôi ạ. Đúng là gia đình nhà mình sẽ phải rất là tự hào vì đã sinh ra một cái đứa bé mà con thuộc về sân khấu, con sinh ra để dành cho sân khấu và điện ảnh. Bởi vì không biết là anh Thuận tập cho bé đến cái mức nào, nhưng mà nhìn thấy một cái sự kỹ lưỡng kinh khủng. Khi mà cháu nói tiếng miền Bắc thì là đúng miền Bắc của nông thôn, đúng miền Bắc của cái thời ấy.
Và con phải tập bao nhiêu lâu để con có thể nói được như vậy? Đối với tiết mục này thì Minh Phượng thấy giống như thấy là... nói chuyện mệt dễ sợ chứ. Thấy cái màu em múa múa em mệt. Khi mà bốc thăm tuần trước mà trúng bé Bảo An thì Minh Thượng rất là mừng, Minh Thượng rất là thích cô bé này. Thì Minh Thượng có nghĩ là hay là mình làm cái gì đó thật là đặc biệt. Thì Minh Thượng mới nghĩ đến chèo. Nhưng mà không biết là tâm lý của bé như thế nào, có sợ làm xấu hay không. Nếu mà bác tập cho con có đồng ý hay không. Nó con sẵn sàng, con thích lắm. Thì Minh Thượng rất là mừng. Hôm qua thôi tập là bé làm rất là tốt luôn. Cho nên mình rất là hồi hộp. Mình nói làm mong làm sao hôm nay diễn đúng như những cái gì mà bé đã cảm nhận và bé đã làm. Thì thật sự hôm nay là bác cho con một bài học là con hãy yêu tất cả những gì thuộc về Việt Nam nha. Bác thương con nhiều lắm, chúc mừng con. Có lẽ là nói một chút để quý vị khán giả cũng biết thêm là khi mà hát cái làn điệu chèo này mà lại nói sau đó là hát ý, thì bình thường ấy sẽ có dàn nhạc ngồi ở dưới, dàn nhạc dân tộc và bắt đầu hát thì họ đánh theo. Nhưng ở đây là nhạc mình thu sẵn thì nó phải khó hơn gấp vạn lần. Và cô thì nhìn thấy là cả hai chú cháu coi là nói làm sao phải căn chỉnh cho nó đúng, để nói ngưng lại chút hoặc nói nhanh lên một chút để cho nó vừa đúng nhạc. Thôi thì cô cũng lại con. Một ca vỗ tay thật to nữa dành cho bé Bảo An và ca sĩ Minh Tuấn.